những năm qua, công tác quản lý về giá trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực. Nhiều mặt hàng bày bán ở các khu du lịch đã được các doanh nghiệp, hộ kinh doanh niêm yết giá một cách công khai. Đạt được kết quả đó là nhờ sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, kiểm tra kiểm soát của các ngành chức năng và lực lượng quản lý thị trường. Khu di tích Kim Liên là một trong những di tích đặc biệt quan trọng của quốc gia. Hàng năm, khu di tích đón hơn 1,5 triệu lượt khách cả trong và ngoài nước. Vì vậy, ngoài việc phục vụ đón tiếp các đoàn du khách, ban quản lý khu di tích Kim Liên còn quản lý hai quầy hàng bán đồ lưu niệm và các sản phẩm của địa phương. Để quản lý tốt hai cửa hàng này và xây dựng thành cửa hàng kiểu mẫu với phong cách phục vụ tận tình, sản phẩm bày bán phong phú, đa dạng. Trong những năm qua, ban quản lý khu di tích đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ bán hàng cho nhân viên, trong đó yêu cầu 100% nhân viên bán hàng đều phải có biển tên, bán hàng phải có niêm yết giá bán. Về cái quản lý của cái hoạt động dịch vụ ấy, thì chúng tôi là có các cái hợp đồng ký kết, cam kết của các cái quầy hàng, như là bán hàng là có niêm yết giá, rồi hàng là phải có xuất xứ, phải có các cái cơ quan chức năng là đã phát hành, ban hành thì mới được trưng bày để bán. Còn đối với cái quản lý thì đối như những cái mùa mà cao điểm như thế này thì hàng tháng thì đều là có các cái đồng chí quản lý dịch vụ ở cả khu vực đi kiểm tra những cái hàng mà đảm bảo chất lượng và có giá niêm yết thì cho bán. Còn những cái hàng mà không có nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo chất lượng cũng như quy cách thì là chúng tôi sẽ thu hồi. Còn ở trước cổng khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên, có hai dãy ki-ốt và một số nhà hàng phục vụ du khách thuộc quyền quản lý của Ủy ban Nhân dân xã Kim Liên. Những năm trước, hầu hết các hàng hóa bày bán ở đây đều không có niêm yết giá, gây khó khăn cho du khách khi đi mua hàng. Thế nhưng năm nay đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là việc niêm yết giá bán và phong cách phục vụ du khách. Có được kết quả đó là nhờ trong năm 2014, Đoàn liên ngành huyện Nam Đàn cùng với chính quyền địa phương xã Kim Liên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhắc nhở các hộ không được buôn bán kinh doanh vi phạm theo các quy định của nhà nước. Ở Nam Đàn thì rất là nhiều điểm du lịch. Thì cái công tác phục vụ du lịch được Ủy ban Nhân dân huyện rất là chú trọng, quan tâm chỉ đạo thực hiện. Cái thứ nhất là về cái chất lượng phục vụ. Cái thứ hai là về cái giao tiếp. Thì hai cái nội dung này thì luôn luôn là được tăng cường chỉ đạo tuyên truyền để mọi người dân thực hiện. Cái thứ ba nữa là về hàng hóa thì thường xuyên là chỉ đạo các cấp ngành liên quan phối hợp với là các cấp ngành cấp tỉnh là về niêm yết giá và chỉ đạo bán tháo giá niêm yết. Một nội dung nữa là các cái cửa hàng ăn uống phục vụ du khách thì thường xuyên được kiểm tra về cái chất lượng an toàn thực phẩm. Cho nên là nhìn chung năm nay thì về niêm yết giá và về cái chất lượng phục vụ rồi là chất lượng sản phẩm du lịch thì tại Nam Đàn thì đã được nâng lên rõ rệt. Ngay như nhà hàng kinh doanh ăn uống này, mặc dù mới đi vào hoạt động được 2 năm, thế nhưng năm đầu tiên việc niêm yết giá bán hầu như không có, nên thường hay bị đoàn liên ngành lập biên bản nhắc nhở và xử phạt. Bước sang năm 2015, sau khi được tuyên truyền và thấy được lợi ích thiết thực trong kinh doanh, nhà hàng đã ký cam kết với lực lượng chức năng không vi phạm và luôn niêm yết giá bán. Thực tế tôi là người con Kim Liên. Tôi rất tự hào về cái chuyện là được phục vụ khách thập phương và khách của quê hương mình ngay tại là có cái địa điểm nhà ở của mình. Tôi rất tự hào đó, là có nghĩa là bao nhiêu lần kiểm tra, bao nhiêu nhắc nhở, tôi luôn luôn ghi nhận và luôn luôn phải liên tục phát triển và sửa sai. Việc niêm yết giá bán tại các quầy hàng đã tạo nhiều thuận lợi cho du khách và tham quan mua sắm. Ông Đinh Văn Bông, một cựu chiến binh ở tỉnh Kon Tum, khi lần đầu tiên về Kim Liên Nam Đàn, sau khi đi thăm quê bác, ông đã chọn mua một số mặt hàng làm quà lưu niệm và cảm thấy yên tâm khi thấy các sản phẩm đồ lưu niệm phong phú và đều được niêm yết giá bán. Ở Hà Nội về chúng tôi vào Nam Đàn quê bác
thì chúng tôi có vào thăm một số nơi, có mua một số đồ lưu niệm thì chúng tôi thấy có ý nghĩa. Thứ hai, giá cả thì rất bình thường, thì không có cái gì là đắt cả. Trong vài năm trở lại đây, Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An đã tăng cường việc kiểm tra giám sát việc kinh doanh buôn bán của các tập thể cá nhân thực hiện những quy định về quản lý giá như đăng ký, kê khai, niêm yết giá tại các siêu thị, trung tâm thương mại, các chợ ở các huyện, thành phố, thị xã, các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ ăn uống để tạo nên sự công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Nhờ đó, một số khách sạn, nhà hàng lớn trên địa bàn tỉnh, các khu du lịch đã thực hiện việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, nên đã hạn chế nạn chặt chém, tăng giá quá mức các loại hàng hóa và dịch vụ trong mùa du lịch. Chúng tôi là thường xuyên là bám sát các cái kế hoạch chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, đồng thời là tăng cường cái công tác là kiểm tra kiểm soát thị trường và phổ biến các cái pháp luật thương mại cho đến từng hộ kinh doanh, tức là phải bán hàng là phải đảm bảo chất lượng, hàng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phải có bảng niêm yết giá rõ ràng, công khai là đúng pháp luật. Đồng thời là xử lý nghiêm những cái hộ mà bán hàng không theo giá niêm yết, đánh lừa khách du lịch về thăm quê bác. Xác định kinh tế du lịch là một trong những mũi nhọn. Trong những năm qua, thị xã Cửa Lò luôn chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh. Trong đó, việc niêm yết giá công khai các mặt hàng kinh doanh dịch vụ du lịch là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao hình ảnh du lịch của Cửa Lò, tạo uy tín trong lòng du khách. Chính vì vậy, ngay từ đầu mùa du lịch, thị xã đã tổ chức và thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá công khai, đặc biệt là đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Ngay như nhà hàng này, việc niêm yết giá bán các mặt hàng hải sản, đồ uống cũng được ghi và treo ngay tại khu vực trung tâm để khách hàng dễ nhận biết. Đối với cái việc mà niêm yết cái giá của nhà hàng thì chúng tôi nhập một nguồn hàng rất là chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh cho mọi du khách. Và cái niêm yết giá chúng tôi là chúng tôi không bao giờ tăng giá. Giá chúng tôi chỉ là theo thị trường, theo giá thời giá của thị trường. Năm 2014, thị xã Cửa Lò đón tiếp 2,3 triệu lượt khách với 1,4 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 5.500 khách quốc tế, doanh thu 1.730 tỷ đồng. Với mục tiêu đón 2,5 triệu lượt khách trong năm 2015, ngoài các giải pháp phát triển, thị xã Cửa Lò phải làm tốt công tác giá cả dịch vụ. Nắm bắt được vấn đề này, các tổ chức cá nhân kinh doanh cũng tự giác thực hiện. Đối với cái việc niêm yết giá và vệ sinh an toàn thực phẩm thì khách sạn cũng đưa lên hàng đầu. Vì là thứ nhất là khách sạn cũng muốn là giá cả cho đến cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo cho khách của mình. Vì khách của mình của khách sạn cũng không phải là hoạt động năm nay là năm đầu tiên mà cũng đã rất nhiều năm rồi. Để quản lý chặt chẽ công tác quản lý giá cả trong những tháng cao điểm du lịch nhằm đảm bảo văn minh trong hoạt động kinh doanh du lịch, Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò đã có chỉ thị về việc niêm yết giá công khai các mặt hàng kinh doanh dịch vụ. Trong đó, thị xã yêu cầu các tổ chức, đơn vị cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh thực hiện nghiêm túc chỉ thị. Song song với đó, thị xã cũng thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm về giá cả. Với đặc thù là cái địa bàn phân công quản lý là địa bàn du lịch, thì đầu mùa du lịch, đội quản lý thị trường đã kết hợp với các cấp chính quyền địa phương cũng như các cái thành viên trong ban chỉ đạo 389 của thị xã đã tổ chức thành lập các đoàn liên ngành, vừa tuyên truyền bổ nhiệm pháp luật, vừa hướng dẫn, vừa kiểm tra và xử lý vi phạm. Thì thông qua các đoàn liên ngành thì đã hướng dẫn và phổ biến đến các cái tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn để ký các cái bản cam kết về việc là niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Thì thông qua các cái đợt kiểm tra như thế thì các tổ chức và cá nhân đã nhận thức rõ về cái vấn đề niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Bên cạnh những doanh nghiệp, hộ kinh doanh công khai niêm yết giá thì vẫn còn một số hộ kinh doanh chưa chấp hành, đặc biệt là ở các địa bàn miền núi, nơi mà sự kiểm tra giám sát của các lực lượng chức năng còn chưa nhiều. Mặt hàng nào cũng niêm yết giá cả, chỉ có những cái mà nó như cái bật lửa nó nhỏ nhỏ thông dụng ấy của bà con này thì nó cứ 1.000 với 2.000 một cái thì nó không đáng kể, người ta mua quen rồi. Hiện nay trên địa bàn huyện Quy Châu
thì có rất nhiều mặt hàng là giá cả không ổn định, gây khó khăn cho đồng bào vùng sâu vùng xa khi đi mua sắm các mặt hàng thiết yếu. Bởi vậy cũng rất mong các cấp, các ngành, cơ quan chức năng có những cái biện pháp để làm sao là quản lý giá các mặt hàng để thuận lợi cho bà con khi đi mua sắm. Để tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 3315 ngày 6 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý bình ổn giá và công văn số 1603 ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá trên địa bàn, Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An và các lực lượng chức năng đã và đang phối hợp với chính quyền địa phương thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức các đợt tuyên truyền cho các hộ kinh doanh buôn bán tại các chợ về Nghị định số 185 ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thông tư số 31 ngày 7 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và một số nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn. Riêng trong tháng 5 năm 2015, Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An cũng đã kiểm tra 971 vụ, xử lý 726 vụ, giá trị thu phạt hơn 1 tỷ đồng. Hiện nay thì để quản lý giá thì trên cơ sở là Sở Tài chính thì cơ quan chủ trì với quản lý giá thì cũng phải căn cứ pháp luật. Thì đầu tiên là phải triển khai là phối hợp thì một là phải ban hành được cái văn bản quy phạm trên địa bàn. Thì hiện nay đang xây dựng và trình ủy ban. Thứ hai nữa là tăng cường phối hợp với các ngành, đặc biệt là công thương để mà quản lý giá, tức là một mặt là những cái mặt hàng nhà nước định giá hoặc là phải thẩm định giá hoặc thông báo giá. Thì đồng thời đôn đốc các huyện là cũng phải tăng cường cái này, các huyện, các thành, là bởi vì tỉnh cũng chỉ được một số thôi, mà có anh là chỉ được khoảng 32 đơn vị là tỉnh kiểm tra được thôi, còn lại là các cửa hàng ở dưới á, thì phải các huyện, trên địa bàn huyện nào phải có huyện đó. Quy định về việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết của các lực lượng chức năng là một việc làm hết sức có ý nghĩa nhằm ngăn chặn các hành vi tăng giá, đầu cơ găm hàng, cạnh tranh không lành mạnh trong sản xuất kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ, nhất là trong mùa du lịch trên địa bàn tỉnh.